Và trong cái nhóm đối tượng là những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, có một cái tâm lý, thứ nhất là họ buông xuôi rồi, bởi vì nghĩ là giai đoạn cuối mà. Và cái thứ hai đó là trải qua một cái quá trình điều trị khá là dài thì thể trạng của họ cũng suy kiệt dần. Vậy thì với nhóm đối tượng này chúng ta cần có những cái lưu ý đặc biệt gì trong chế độ dinh dưỡng đối với họ ạ? Vâng, đúng là cái ung thư giai đoạn cuối thì nó cũng lại mỗi người một vẻ, không ai giống ai cả. Có người thì là suy sụp về 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 mặt tinh thần rất là nhiều, nhưng cũng có người mà đủ bản lĩnh ấy thì người ta cũng cảm thấy là người ta đã xác định rồi. Thế nhưng mà cái số người mà đủ bản lĩnh để xác định thì nó rất là ít. Vì vậy cho nên ở giai đoạn cuối ấy, thì chủ yếu rất là phụ thuộc vào người nhà, người thân để mà chăm sóc cho người bệnh. Và tốt nhất là lúc đấy chúng ta sẽ phải chiều theo người bệnh thôi. Và chúng ta vẫn cố gắng là cho ăn đủ về mặt năng lượng, đủ về các chất dinh dưỡng và đủ về bốn cái nhóm thực phẩm như tôi vừa nói. Nhưng mà chúng ta sẽ tôn trọng ý thích của người bệnh một chút. Ví dụ như là mình cứ bắt người ta ăn cháo nhưng mà ăn mãi cháo người ta chán rồi. Thì bây giờ mình sẽ phải nghĩ sang là nếu như không ăn cháo thì mình để làm súp cho họ ăn có được không? Hoặc nếu không ăn súp nữa thì là người ta uống sữa. Nếu người ta cũng không thích sữa nữa thì bây giờ là sữa chua, là caramel. Tức là bây giờ là muôn muôn hình muôn vẻ các cái loại chế biến khác nhau. Cũng là cung cấp một cái nhóm tinh bột. Nhưng nếu người ta không muốn ăn cơm thì bây giờ là cho người ta ăn bún, ăn phở, ăn cháo hoặc là ăn thậm chí là khoai. Đúng ạ, khoai mà có thể là không thích ăn là khoai luộc thì bây giờ tôi hầm khoai với cả nước xương, hầm khoai với cả thịt, đúng ạ. Đấy, thế thì hoặc là tôi làm súp ở dạng súp hoặc là tôi xay sinh tố. Nếu như mà bữa này nhất định là không ăn cháo, không ăn cơm, không ăn súp thì tôi thay cái năng lượng đấy là bột bằng một quả bơ và một cốc sữa chua. Nó cũng cung cấp năng lượng, nó cũng cung cấp chất béo. Đấy, nó cũng có chất đạm ở trong đấy. Thế thì chúng ta sẽ phải lựa theo cái người bệnh rất là nhiều. Nhưng với một cái nguyên tắc là chúng ta vẫn phải cân đối đủ bốn nhóm thực phẩm cho bệnh nhân. Dạ vâng. Kinh Fucoidan and Agaricus, sản phẩm hỗ trợ tăng cường sức khỏe cho bệnh nhân ung thư với thành phần chính là Fucoidan, chiết xuất từ tảo nâu Mozuku Nhật Bản, kết hợp với nấm Agaricus chứa hàm lượng beta-glucan cao nhất, mang lại hiệu quả cao khi sử dụng. Nguồn nguyên liệu tự nhiên, an toàn, không nhiễm phóng xạ và kim loại nặng. Thành phần được chiết xuất tinh khiết, không lẫn các tạp chất, không chứa iốt, mang lại nhiều công dụng cho sức khỏe người bệnh như hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, trung hòa các gốc tự do, chống lão hóa cho cơ thể, đặc biệt hỗ trợ làm giảm tác dụng phụ của hóa chất độc hại. Kinh Fucoidan có dạng viên nang, nhỏ gọn, dễ uống, bên trong chứa dạng bột hoạt chất tinh khiết, giúp hấp thu nhanh chóng và dễ dàng, đặc biệt rất an toàn, không tác dụng phụ. Kinh Fucoidan được sản xuất tại nhà máy Nhật Bản, đạt chuẩn GMP, nhập khẩu nguyên hộp, có đầy đủ tem nhãn, giấy tờ, chứng nhận. Đối tượng sử dụng kinh Fucoidan bao gồm người trưởng thành muốn tăng cường sức đề kháng, người đang tiếp cận các hóa chất độc hại. Kinh Fucoidan and Agaricus được Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại Việt Nam và phân phối độc quyền bởi Công ty Cổ phần Dược phẩm Sisina. Gọi ngay cho chúng tôi 1-800-0069, tổng đài miễn cước để được tư vấn trực tiếp. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.